Xin kính chào quý vị đang đến với kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng. Hôm nay chúng tôi xin kính giới thiệu đến quý vị một video về công tác chèn hồ ở rìa mái ngói. Về công tác chèn hồ ở rìa mái ngói là một công tác quan trọng nhằm để tránh tình trạng nước leo từ bên ngoài vào trong trần nhà của mình. Ở đây về phần rìa chúng tôi sẽ kết hợp chèn và mình sẽ làm thành một cái chỉ trang trí luôn. Cái chỉ này thì có chiều dài là khoảng 30 phân. Đây, như quý vị có thể quan sát. Thì trong 30 phân này thì chúng ta sẽ có khoảng 25 phân là phần chỉ. Và phần chèn hồ chúng ta sẽ gồm khoảng 5 phân. Đây, khoảng 5 phân là mình sẽ chèn hồ. Mình sẽ chèn hồ lên trên phần mái ngói. Đây, như quý vị có thể quan sát. Thì về phần chèn hồ thì chúng ta sẽ kết hợp giữa, nó sẽ chèn hồ chung với gạch. Chèn vào cái khe này giữa cái chỉ về phòng mái ngói. Sau đó chúng ta sẽ phẻ hồ cán ta ly để cho khi mà mưa xuống, nước nó sẽ chảy theo đường này, nó sẽ chảy ra ngoài và sẽ không chảy ngược vào trong mái ngói của chúng ta. Đây thì đây là một cái phần mái ngói biệt thự chúng tôi đang thi công ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Kia là các đường chỉ chúng ta đang tiến hành tô hoàn thiện. Về phần chỉ này thì ngoài ra chúng ta còn có một cách làm khác, đó là chúng ta sẽ sử dụng những viên ngói bò. Chúng ta sẽ ốp ở phần rìa. Tuy nhiên để tăng ở phần công trình biệt thự này, để tăng cái tính thẩm mỹ thì chúng tôi sử dụng phần tô chỉ kết hợp với lại chèn ở rìa mái ngói, chèn hồ ở rìa mái ngói. Sau khi chúng ta thi công xong phần hồ thì sau này chúng ta sẽ bẻ mây tích và sơn nước luôn ở phần chỉ này. Nó sẽ làm nổi bật cái mái ngói của chúng ta. Đây thì quý vị có thể quan sát. Cái mái ngói này chúng tôi đã tiến hành lợp gần như là hoàn thiện. Chỉ còn chờ những viên ngói úp nắp ở đây, ở những vị trí này. Đây. Còn mái ngói của chúng ta. Thì cái điểm lưu ý thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là về phần phải hồ chúng ta sẽ cán ta ly để cho nước nó xuôi ra ngoài chứ không xuôi vào trong mái ngói của chúng ta. Đặc biệt là ở phần dìm mái, khi chúng tôi đổ bê tông chúng tôi cũng sẽ cán để cho nước nó ta ly ra ngoài luôn, để tránh trong trường hợp về lâu dài cái đường chỉ này chúng ta sẽ bị nứt ra do sự co giãn nhiệt độ giữa ngói và phần hồ, thì nước vẫn sẽ không chảy được vào trong nhà của mình và nó sẽ chảy leo theo cái ta ly của mình đưa ra ngoài. Đây là một số anh thợ của chúng tôi đang tiến hành vệ sinh mái ngói sau khi chúng tôi tiến vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao mái ngói. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn quý vị vào những video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn.